Sam biển là loại hải sản thường sống ở những vùng nước sâu, vỏ cứng như mai cua, mình tròn dẹt, đường kính khoảng một gang tay. Có 8 chân càng nhỏ dưới bụng, phần dưới là mũi nhọn 3 cạnh, dài cỡ 2 tấc. Ngày nay là một loại hải sản được rất nhiều thực khách ưa chuộng vì có thịt ngon như thịt cua. Sam biển được chế biến rất nhiều món ăn ngon thú vị. Sam biển là loại giáp xác, tính lạnh, là thực phẩm tốt cho người huyết nhiệt. Tuy nhiên, sam biển có hình dạng rất giống với con sao biển, là loại có độc tố tự nhiên rất nguy hiểm cho con người. Bởi vậy, khi chọn mua sam làm thực phẩm, người dùng phải hết sức cẩn trọng để có món ăn từ sam ngon mà an toàn. Xin chào quý vị và các bạn. Hôm nay nhà hàng Biển Xanh sẽ giới thiệu cho các bạn cách làm món sam biển. Thì thông thường thì sam biển mình thường làm món nước mỡ hành hoặc là ăn gỏi hoặc là nấu cháo như đấy. Nhưng hôm nay nhà hàng Hải sản Biển Xanh sẽ giới thiệu cho các bạn làm món rau muối Hồng Kông. Thì gia vị thì thường gọi chỉ có tôm khô, rồi ruốc bông. À, rồi gồm bột ngọt, cờ nó. Sẽ sơ chế sam thì mình sẽ mổ từ đầu xuống. Rồi mình sẽ rạch, lấy rạch dọc theo phần bụng của nó. Rồi mình sẽ lấy thịt ra. Rồi bắt đầu mình sẽ lấy từng phần chân của nó ra, rồi phần đầu nữa mình cắt ra phần từng phần như thế này. Rồi bây giờ là mình sẽ sơ chế để ra thịt, rồi mình bắt đầu sẽ làm món. À, thì mình sẽ cắt bỏ cái phần đầu, phần càng đấy ha. Rồi cái tiếp mình sẽ cắt bỏ ít này. Sau khi chúng ta sơ chế sam xong, mình sẽ chỉ cho các bạn làm muối gia vị là muối Hồng Kông. Đây là gia vị rất quan trọng cho món sam rau muối này. Đây bao gồm là chúng ta sẽ cho một ít tôm khô, rồi ruốc bông vào máy xay. Chúng ta sẽ cho một ít bột ngọt, rồi cờ nó. Và sau đấy là ớt khô, ớt xay. Đấy. Chúng ta sẽ cho vào đây và cho máy xay đều lên. Sau khi gia vị đã đều thì chúng ta sẽ cho ra bát. Sam sau khi chúng ta sơ chế xong thì chúng ta sẽ cắt ra từng miếng cho vừa ăn. Rồi chúng ta sẽ cho bột vào. Rồi chúng ta sẽ lăn phao bột một lượng vừa đủ thôi. Rồi chúng ta sẽ cho sam vào bột. Rồi chúng ta sẽ lăn sơ. Và chúng ta sẽ cho từng miếng một vào, chúng ta lăn đều. Chúng ta không nên cho vào một lần như vậy, nó sẽ không đều và chỉnh bột nó sẽ bệt lại rất nhiều thì sẽ không ngon. Sau khi lăn bột xong, chúng ta sẽ cho dầu vào chảo, rồi chúng ta sẽ bắt đầu chiên. Sau khi dầu đã nóng, chúng ta sẽ cho sam vào chiên.
Nếu mà dầu chưa nóng mình chúng ta cho vào thì bột nó sẽ sám sẽ bị ngấm dầu và sẽ rút dầu vào thì ăn sẽ bị ngán. Đấy, rồi chúng ta chiên thì chúng ta cho lửa nhỏ để cho được chín đều giòn. Rồi là mình chiên trong khoảng thời gian 2 đến 3 phút. Đấy, rồi nếu mà mình chiên không tới thì bột sẽ không bị sẽ không giòn và chúng ta ăn sẽ không ngon. Hoặc là mình chiên tới quá thì nó sẽ chảy và còn giòn quá thì nó bị khô. Sau khi sám là vang tới thì mình sẽ vớt ra. Sau khi sám mình đã chiên xong thì ta sẽ cho vào một cái chảo khô, rồi mình sẽ xóc muối, xóc với muối Hồng Kông. Rồi chúng ta sẽ cho muối vào, rồi chúng ta sẽ đảo đều, đảo cho tới cho muối một lượng muối cho vừa bám vào thịt sám. Trong một thời gian ngắn thì tôi đã giới thiệu cho các bạn với món sám rang muối Hồng Kông. Và bây giờ món sám là hoàn thành. Bây giờ chúng ta sẽ bày ra dĩa. Sam biển có phần tiết rất tanh và dễ gây dị ứng cho những người có cơ địa dị ứng với thực phẩm có tính lạnh. Bởi vậy khi sơ chế phải rất kỳ công và hết sức cẩn thận. Người đầu bếp phải cắt tiết sao cho thành tia để thịt sam giữ nguyên mùi vị tự nhiên. Phần tiết không bám vào thịt sam. Toàn bộ phần mai, vây, gan, ruột phải được lọc bỏ. Tuyệt đối không để phần gan và ruột dính vào thịt. Rất dễ gây dị ứng cho người dùng với các triệu chứng như đau bụng, đau đầu, buồn nôn. Đặc biệt, sam biển có hình dạng rất giống với con sò biển, là một loại có độc tố tự nhiên rất nguy hiểm cho con người. Khi lựa chọn nguyên liệu, phải hết sức thận trọng và phải biết cách phân biệt hai loại động vật này. Trong khi làm sơ chế sám, chúng ta lưu ý là phải cắt bỏ tiết, rồi làm sạch ruột, bỏ ruột, tại vì chúng ta không ăn ruột thì dơ, vì lại tánh. Cái đó có thể gây dị ứng cho khách hàng. Đấy, mình phải làm sạch ruột, rồi sau khi mình ra sơ chế xong, mình phải rửa sạch thật sạch, rồi mình bắt đầu mới làm. Món sám thì thông thường người ta hay rất nhiều người chế biến theo món nướng mỡ hành, hoặc là mình hấp, rồi ăn gỏi, hoặc là nấu cháo. Hương vị thịt của sám thì rất là béo và bùi và rất là ngon, khác với những con khác.
khác với so với những hải sản khác. Để phân biệt sò biển với sam biển, theo kinh nghiệm của nhiều ngư dân, chỉ cần chú ý quan sát hình dáng bên ngoài. Sam biển thường sống từng cặp, có khối lượng từ 1,5 đến 2 kg khi trưởng thành. Tiết diện đuôi có hình tam giác, trên đó có gai nhọn giống như lưỡi cưa. Còn con sò biển nhỏ hơn rất nhiều, chỉ có kích thước tối đa 25 cm, trọng lượng dưới 1 kg, đuôi hình tròn, không có gai. Theo tài liệu khoa học, chất độc của sò biển tập trung ở bộ trứng. Trứng sò biển chứa tetrodotoxin có độc tính rất cao như độc tính của con cá nóc. Nếu ăn nhầm trứng sò biển, nạn nhân sẽ có triệu chứng như nôn mửa, khó thở, sau đó đau bụng, tay chân và môi tê cứng. Nặng hơn, chất độc còn gây ức chế hoạt động của tim và suy hô hấp dẫn đến tử vong. Do đó, khi phát hiện người bị ngộ độc sò biển, trước hết cần cho nạn nhân uống thật nhiều nước, tìm cách gây ói hết thức ăn ra ngoài sớm nhất và đưa đến cơ sở y tế gần nhất. Trên nghiên cứu thì người ta chưa thấy sam biển gây ngộ độc, nhưng mà đây là do nhầm lẫn giữa sam biển và sò biển. Thế nên để mà tránh ngộ độc thì người dân khi mà dùng con sam biển hay sò biển là phải phân biệt được con sam biển với con sò biển như thế nào. Con sam biển thì nó có không có gờ, con sam biển thì có gờ lưng, con sò biển thì nhỏ hơn, kích thước nhỏ hơn nhưng không có gờ lưng. Đặc biệt con sò biển là có nhiều cái độc tố rất là độc với thần kinh như tetrodotoxin. Như vậy quan trọng nhất của người dân đó là phân biệt với sam biển và sò biển. Hải sản biển luôn là những thực phẩm ngon và dễ ăn. Sam biển ngày nay trở thành hải sản được xem là đặc sản tại nhiều vùng miền địa phương. Từ sam biển, chúng ta có thể chế biến được nhiều món ăn ngon hấp dẫn, thú vị như sam nướng hành phi, lam gỏ trứng, xào sả ớt, nấu miến hay cháo sam và sam rang muối Hồng Kông. Để được thưởng thức những miếng thịt sam béo, dai và thơm ngon và có món ăn an toàn, người dùng cần hết sức lưu ý khi lựa chọn nguyên liệu để tránh nhầm lẫn đáng tiếc với con sò biển.